Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Chương trình hôm nay thứ bảy ngày 24 tháng 9 có những nội dung đáng chú ý sau. Quốc hội kỷ niệm 30 năm thành lập Ủy ban Quốc phòng và An ninh. Khai mạc hội trợ sản phẩm ô cốp đặc sản các vùng miền và văn hóa ẩm thực năm 2022 Đài phát thanh truyền hình Sơn La tổ chức 45 năm ngày truyền thống ngành phát thanh truyền hình Sơn La và trao giải liên hoan phát thanh truyền hình tỉnh Sơn La lần thứ 26 năm 2022. Điểm sáng trong phong trào văn hóa văn nghệ tại xã Ngọc Chiến. Bây giờ mời quý vị cùng đến với những nội dung chi tiết. Chiều qua tại nhà Quốc hội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội và đón nhận huân chương Lao động hạng nhất. Cách đây 30 năm, ngày 25 tháng 9 năm 1992, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 9 đã quyết định thành lập Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội. Đây là dấu mốc quan trọng thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trải qua 30 năm, Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã không ngừng phấn đấu xây dựng và trưởng thành, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân giao phó, góp phần tích cực trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh. Ghi nhận những đóng góp của Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh đã trao Huân chương Lao động hạng nhất tặng Ủy ban Quốc phòng và An ninh Phát biểu chúc mừng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, 30 năm qua, mặc dù lĩnh vực công tác có rất nhiều vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm, nhưng tập thể ủy ban đã luôn giữ vững lập trường, kiên định, đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của Quốc hội, góp phần tạo lập nền tảng pháp lý cho sự phát triển ổn định và bền vững của đất nước. Sáng ngày 22 tháng 9, Tổ công tác 556 của Ban Thường vụ huyện ủy Mai Sơn về tiêu thụ chế biến và xuất khẩu nông sản đã tổ chức họp đánh giá kết quả 9 tháng đầu năm, xác định nhiệm vụ giải pháp 3 tháng cuối năm. Trong 9 tháng qua, dù ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, thời tiết diễn biến phức tạp, nhưng huyện Mai Sơn vẫn tập trung đẩy mạnh sản xuất hàng hóa, thâm canh tăng vụ, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, ứng dụng giống mới năng suất chất lượng cao. Đến nay, tổng diện tích cây công nghiệp toàn huyện đạt gần 17.000 hecta diện tích cây ăn quả đạt 10.800 ha, duy trì 47 chuỗi cung ứng thực phẩm nông sản thủy sản an toàn. Đến ngày 20 tháng 9 năm 2022 đã xuất khẩu trên 3.190 tấn quả các loại, giá trị hàng hóa ước đạt 2,94 triệu đô la Mỹ. Ba tháng cuối năm 2022, huyện Mai Sơn tập trung xây dựng và phát triển các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu chuẩn chất lượng và mã vùng nguyên liệu, tăng cường liên kết 6 nhà, nòng cốt là liên kết nhà nông, nhà doanh nghiệp, khuyến khích phát triển hợp tác xã trên tất cả các ngành nghề, lĩnh vực của nền kinh tế, ưu tiên phát triển hợp tác xã hoạt động sản xuất kinh doanh, hình thành chuỗi giá trị từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Đầu tư xây dựng 4 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện, hỗ trợ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã nghiên cứu, tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nông sản theo hướng bền vững. Tối qua tại thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái đã tổ chức lễ khai mạc hội trợ sản phẩm ô cốp đặc sản các vùng miền và văn hóa ẩm thực năm 2022. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ lễ đón nhận bằng của UNESCO ghi danh nghệ thuật xòe thái là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Không gian trưng bày và trình diễn văn hóa các dân tộc có 12 gian trại đến từ 9 hội trợ với quy mô 50 gian hàng tiêu chuẩn, trong đó có 18 gian hàng giới thiệu các sản phẩm ô cốp đặc sản của 9 huyện thị xã thành phố trong tỉnh. 18 gian hàng giới thiệu sản phẩm, ấn phẩm du lịch của 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và thành phố Hồ Chí Minh tham gia hoạt động, tỉnh Sơn La mang đến các sản phẩm nông sản trái cây tiêu biểu như nam sơn, bơ, hồng Mộc Châu, mận Sấy dẻo, thịt trâu khô gác bếp. Đây là cơ hội cho các đơn vị doanh nghiệp, hợp tác xã của tỉnh Sơn La và 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng xúc tiến thương mại, quảng bá giới thiệu thương hiệu sản phẩm, tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường, thu hút các đối tác doanh nghiệp quan tâm hợp tác đầu tư. Trong 5 năm qua, các cấp hội cựu chiến binh trên địa bàn tỉnh Sơn La đã tham gia có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, củng cố nâng cao chất lượng tín dụng chính sách và hoạt động ủy thác của ngân hàng chính sách xã hội, tạo mọi nguồn lực để giảm nghèo bền vững. Các cấp hội cựu chiến binh trên địa bàn tỉnh đã tích cực hỗ trợ giúp hội viên tiếp cận vốn vay ưu đãi ngân hàng chính sách xã hội, ủy thác qua hội cựu chiến binh để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh. Tổng dư nợ vốn vay đến tháng 9 năm 2022 là trên 1.236 tỷ đồng. Nguồn vốn vay của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam là 910 triệu đồng, tổng dư nợ quỹ nội bộ các cấp hội trong toàn tỉnh trên 16,2 tỷ đồng. Ngoài ra các hội viên đã cho nhau vay không lãi hoặc lãi suất thấp với nhiều hình thức linh hoạt. Nguồn vốn vay được quản lý chặt chẽ, trả vốn trả lãi đầy đủ đúng kỳ hạn, đầu tư sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, giải quyết nhiều việc làm, giúp tăng thu nhập, góp phần nâng cao đời sống cho cán bộ hội viên, nhiều hộ nghèo đã vươn lên thoát nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo trong hội viên cựu chiến binh năm 2017 là 13,95%, đến nay giảm xuống còn 7,93%. Bằng các nguồn vốn đã giúp hội viên hội cựu chiến binh trên địa bàn tỉnh phát triển kinh tế, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, xóa so đói giảm nghèo và vươn lên làm giàu, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu xóa so đói giảm nghèo của tỉnh. hỗ trợ hội viên tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất, xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế tiêu biểu, giúp hội viên nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống, giảm được nghèo. Đó là cách mà Hội Liên phụ nữ huyện Mường La đã giúp cho nhiều hộ hội viên trong việc sản xuất kinh doanh. Đến thời điểm này, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mường La nhận ủy thác trên 107 tỷ đồng từ phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện và Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện cho trên 2.530 hộ vay thực hiện đề án 939 về hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025. Từ năm 2019 đến nay, hội đã tổ chức 6 lớp tập huấn cho 240 hội viên tại các cụm xã về kỹ thuật sản xuất, kỹ năng kinh doanh, kỹ năng bán hàng, quảng bá xây dựng thương hiệu, quản lý tài chính, hỗ trợ thành lập các mô hình kinh tế tập thể do phụ nữ làm chủ, tạo sự hợp tác liên kết trong sản xuất kinh doanh bên cạnh đó các cấp hội trong huyện xây dựng và nhân rộng mô hình kinh tế phù hợp trong đó ưu tiên phát triển các sản phẩm chủ lực có lợi thế sản phẩm đặc trưng trồng cây ăn quả trên đất dốc phát triển đàn gia súc gia cầm và nuôi trồng thủy sản vùng lòng hồ góp phần tạo việc làm tăng thu nhập của các hội viên Sáng nay, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Sơn La đã tổ chức 45 năm ngày truyền thống ngành phát thanh truyền hình Sơn La 26 tháng 9 năm 1977, 26 tháng 9 năm 2022 và trao giải liên hoan phát thanh truyền hình tỉnh Sơn La lần thứ 26 năm 2022. Dự chương trình có đại diện lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo nguyên là lãnh đạo Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Sơn La qua các thời kỳ, lãnh đạo các sở, ban ngành, các địa phương các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội, các doanh nghiệp, doanh nhân, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Được thành lập ngày 26 tháng 9 năm 1977, trải qua 45 năm xây dựng và trưởng thành, Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La ngày càng khẳng định xứng đáng là cơ quan báo chí đa phương tiện, cơ quan ngôn luận, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và là diễn đàn của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Hiện Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Sơn La duy trì mỗi ngày 3 chương trình thời sự và hàng chục chuyên đề, chuyên mục, bản tin, chương trình văn nghệ, phim truyện, với thời lượng phát sóng 18,5 giờ truyền hình trên ngày. Trong đó tự sản xuất 4,5 đến 5 giờ một ngày. Các chương trình phát thanh đạt 8 giờ một ngày, trong đó sản xuất mới 4 giờ một ngày. Cùng với việc đổi mới nội dung tuyên truyền, công tác kỹ thuật của đài cũng đã có những bước phát triển vượt bậc. Năm 2015, các chương trình truyền hình Sơn La đã chính thức phát sóng quảng bá kênh truyền hình Sơn La STV trên vệ tinh Vinasat 1, thực hiện phủ sóng vệ tinh toàn quốc và một số nước Đông Nam Á. Đến nay, từ khâu sản xuất hậu kỳ, lưu trữ đến truyền dẫn phát sóng đã được thực hiện 100% trên môi trường số và trên hạ tầng mạng nội bộ tốc độ cao. Ngày 23 tháng 9, Tri Cục Dân Số Kế hóa Gia Đình Tỉnh đã tổ chức hội nghị tập huấn ghi chép ban đầu và chế độ báo cáo thống kê chuyên ngành dân số cho đội ngũ lãnh đạo viên chức dân số, trung tâm y tế các huyện thành phố. Các học viên tham gia lớp tập huấn đã được quán triệt phổ biến thông tư số 01 ngày 10 tháng 1 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định ghi chép ban đầu và chế độ báo cáo thống kê chuyên ngành dân số, cập nhật kiến thức kỹ năng thống kê dân số như hướng dẫn về thu thập, lập báo cáo, lưu trữ, công bố thông tin số liệu thống kê chuyên ngành cũng như một số định hướng về triển khai công tác thống kê chuyên ngành. Các học viên cũng đã được hướng dẫn thực hành quy trình ghi chép ban đầu về dân số, được nghe chia sẻ về thực trạng công tác thống kê của các đơn vị thảo luận về những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo, thống kê chuyên ngành dân số. Việc tổ chức hội nghị tập huấn nhằm trang bị cho đội ngũ lãnh đạo, viên chức dân số tại trung tâm y tế các huyện, thành phố làm tốt công tác thống kê chuyên ngành dân số có ý nghĩa quan trọng, giúp cho các cấp các ngành thực hiện tốt công tác hoạch định chính sách, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở các địa phương. Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới vào quỹ nhi đồng Liên hợp quốc phụ huynh nên đưa trẻ đi tiêm bởi vaccine có ý nghĩa chiến lược trong chống dịch, nhất là bảo vệ sức khỏe trẻ em. Theo Bộ Y tế, về biến chủng virus mới thường xuyên xuất hiện, nên phụ huynh cần đưa trẻ từ 5 tuổi đi tiêm vaccine phòng COVID-19, tránh dịch bùng phát trở lại. Trẻ em mắc COVID-19 tuy không diễn biến nặng như người lớn, song có thể gặp các di chứng vĩnh viễn gây suy giảm sức khỏe, ảnh hưởng tới sự phát triển. Nhiều cuộc thử nghiệm vaccine đã chỉ ra trẻ em được đảm bảo an toàn khi tiêm, do liều tiêm chỉ bằng 1 phần 3 so với người lớn. Ngoài ra, tiêm chủng cho trẻ em giúp giảm nguy cơ lây truyền dịch trong cộng đồng. Qua hơn một năm thực hiện đề án giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thành phố, mang đậm đà bản sắc văn hóa các dân tộc tiểu vùng Tây Bắc giai đoạn 2020-2025. Đến nay, trên địa bàn thành phố Sơn La đã thành lập 8 câu lạc bộ văn hóa dân tộc Thái là những nghệ nhân, hạt nhân văn nghệ quần chúng có năng khiếu sáng tác, giản dựng, biểu diễn các chương trình nghệ thuật, tự nguyện tham gia. Sau khi thành lập, câu lạc bộ đã tổ chức truyền dạy những điệu xòe thái cổ, dạy nghề đan lát theo khăn piêu, các trò chơi dân gian và truyền dạy chữ thái. Đến nay, trên địa bàn thành phố Sơn La đã thành lập 8 câu lạc bộ văn hóa dân tộc Thái là những nghệ nhân, hạt nhân văn nghệ quần chúng có năng khiếu sáng tác, dàn dựng, biểu diễn các chương trình nghệ thuật, tự nguyện tham gia. Sau khi thành lập, câu lạc bộ đã tổ chức truyền dạy những điệu xòe Thái cổ, dạy nghề đan lát, theo khăn piêu, các trò chơi dân gian và truyền dạy chữ Thái. Cùng với đó, thành phố đã xây dựng 7 nhà nghỉ du lịch cộng đồng, duy trì tổ chức lễ hội mùa hoa ban, hội xuân dân bác để tiếp tục thực hiện đề án giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thành phố mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc tiểu vùng Tây Bắc giai đoạn 2020-2025. Thành phố Sơn La phấn đấu hàng năm tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 94% trở lên, trên 85% bản tổ dân phố đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa hàng năm. Phần đầu đến năm 2025 xây dựng được hai phường đạt tiêu chuẩn phường văn minh đô thị, góp phần bảo tồn, khôi phục các phong tục tập quán tốt đẹp và phát huy các giá trị văn hóa, vật thể và phi vật thể của cộng đồng các dân tộc thành phố Sơn La, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc tiểu vùng Tây Bắc, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch trên địa bàn. Thưa quý vị, xã Ngọc Chiến, huyện Mường La có 15 bản chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái. Nhiều năm trở lại đây, phong trào văn nghệ quần chúng tại đây đã phát triển mạnh, thu hút đông đảo người dân tham gia. Trong đó tiêu biểu là đội văn nghệ Đông Xuông với nhiều tiết mục biểu diễn đa dạng phong phú, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc địa phương. Là một trong những đội văn nghệ tiêu biểu của xã Ngọc Chiến, có nhiều hạt nhân thường xuyên tham gia các hoạt động biểu diễn nghệ thuật của huyện Mường La. Đội văn nghệ bản Đông Xuông thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng các tiết mục văn nghệ, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa văn nghệ trong nhân dân Chị em thì nói chung thì rất là tích cực để tham gia những cái tiết mục mà truyền thống. Truyền thống thì chị em đã học hỏi được rồi, biết rồi. Sau này bây giờ thì mong muốn là uh, có cái những cái lớp tập huấn để cho chị em tập huấn nhiều hơn nữa ạ. Hiện nay, đội văn nghệ bản Đông Suông có gần 20 thành viên tham gia. Mỗi thành viên đều là những hạt nhân tiêu biểu trong bảo tồn và duy trì bản sắc văn hóa dân tộc Thái ở địa phương không chỉ là những điệu múa uyển chuyển mà trong mỗi chương trình văn nghệ còn có sự thể hiện diễn tấu nhạc cụ dân tộc đặc sắc, những lời khắp ấm áp trữ tình. Qua đó, nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc được bảo tồn và phát huy. Trước còn nhỏ thì ông bà dạy bảo cách học đàn này, là cách tập đánh đàn, gậy đàn này mình biết rồi thì mình sẽ truyền đạt cho các cháu các cháu trong bản này để các cháu để sau này phát huy được văn hóa văn nghệ sôi nổi hơn nữa. Hoạt động văn nghệ quần chúng tại bản Đông Xuông luôn được đổi mới nội dung, phong phú về hình thức thể hiện. Đa phần các tiết mục đều do những thành viên trong đội tự biên đạo, dàn dựng, mang đậm bản sắc văn hóa của dân tộc góp phần phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn. Đội văn nghệ của bà Đông Xuân thì trong thời gian vừa qua thì đóng góp rất nhiều cho cho phong trào văn hóa văn nghệ của xã. Có thể nói là các cái tiết mục văn nghệ là rất đặc sắc. Cái thứ nhất là đặc sắc ở chỗ là đúng nguyên cái bản sắc dân tộc tại xã Ngọc, Ngọc Chiến. Ở cái thứ hai là mang được hiệu quả và đưa được cái hình ảnh của Ngọc Chiến đối với du khách. Với tinh thần trách nhiệm, và sự nhiệt huyết, đội văn nghệ bản Đông Xuông đã và đang góp phần tích cực trong việc bảo tồn, lưu giữ những nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc, xây dựng môi trường văn hóa văn nghệ lành mạnh tại khu dân cư. Huyện Mường La vừa tổ chức tiếp nhận và trao tặng 5 chiếc xe đạp cho 5 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên trong tập do Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam tài trợ năm em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được nhận hỗ trợ xe đạp từ quỹ bảo trợ trẻ em việt nam hiện đang theo học tại các trường tiểu học và trung học cơ sở hua chai trung học cơ sở trường lao tiểu học và trung học cơ sở Tạ bú trung học cơ sở ngọc chiến và tiểu học trung học cơ sở nậm păm thông qua hoạt động ý nghĩa trao tặng xe đạp đã góp phần giúp cho các em học sinh rút ngắn được khoảng thời gian đến trường đồng thời động viên các em luôn vượt khó trong thời gian học tập Tại xã Trường Sơn, Ban Chỉ huy sự huyện Mộc Châu đã tổ chức huấn luyện cho 99 đồng chí là cán bộ dự bị động viên thuộc khung B từ cấp tiểu đội trưởng đến cấp tiểu đoàn đã được bổ nhiệm vào các đơn vị dự bị động viên. Trong thời gian huấn luyện từ nay đến ngày 29 tháng 9, các học viên được nghiên cứu một số nội dung về tình hình nhiệm vụ chung, truyền thống, nhiệm vụ của đơn vị, xây dựng lực lượng dự bị động viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, một số nội dung động tác điều lệnh đội ngũ mới sửa đổi, những nội dung mới về tổ chức biên chế, thủ đoạn tác chiến của quân địch, nội dung phương pháp trong công tác tổ chức chuẩn bị chiến đấu, cách viết giáo án và làm kế hoạch biểu huấn luyện, giới thiệu tính năng một số vũ khí trang bị mới. Thông qua đợt huấn luyện nhằm bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ năng lực quản lý chỉ huy điều hành cũng như trình độ chiến thuật cho đội ngũ cán bộ dự bị động viên của huyện, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Công an tỉnh Sơn La vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, toàn dân giao nộp vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo tại xã Triềng On, huyện Yên Châu. Tại hội nghị, nhân dân trên địa bàn xã Triềng On, huyện Yên Châu đã được xem phóng sự tuyên truyền vận động toàn dân giao nộp vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ, phổ biến các nội dung cơ bản của luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, cách nhận biết, mức độ nguy hiểm, tác hại và các quy định về xử lý vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các quy định về xử lý vi phạm về pháo, tuyên truyền và động nhân dân tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Sau hội nghị tuyên truyền, người dân trên địa bàn đã tự giác giao nộp 5 khẩu súng tự chế cho công an xã, đồng thời đại diện các bản, hộ gia đình đã tham gia ký cam kết không vi phạm các quy định về sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo. Thông tin từ Công an huyện Phú Yên cho biết vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 23 tháng 9 tại tiểu khu 1 thị trấn Phú Yên, đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy môi trường đã bắt quả tang đối tượng Phan Văn Tuấn, sinh năm 1971 có hành vi bán trái phép chất ma túy cho một người nghiện tại xã Huy Bắc. Khi lực lượng công an vây bắt Phan Văn Tuấn tại nhà riêng, đối tượng Tuấn đã cố thủ trong nhà, sau đó chạy vào nhà vệ sinh, chốt cửa nhằm tiêu hủy vật chứng, buộc lực lượng công an phải phá cửa để bắt giữ đối tượng Phan Văn Tuấn. Tăng vật thu giữ gồm một gói chất bột, Tuấn khai là heroin, 500.000 đồng tiền Việt Nam, một điện thoại di động và một số tăng vật có liên quan. Hiện công an huyện Phú Yên đang tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Tới đây chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Sala xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt. Tin bão gần biển Đông cơn bão Noru. Hồi 7 giờ sáng ngày hôm nay vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc, 128,3 độ Kinh Đông. Cách đảo Luzon, Philippines khoảng 710 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 giờ cấp 11. Trong 72 đến 120 giờ tiếp theo bão tiếp tục di chuyển nhanh chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng từ 20 đến 25 km, cường độ suy yếu dần, có khả năng ảnh hưởng đến khu vực Trung Bộ. Bão Noru chưa có khả năng ảnh hưởng đến thời tiết tỉnh Sala trong 24 đến 48 giờ tiếp theo.